Khi mà quyết định đi du học á, thì em cũng có suy nghĩ rất là nhiều. Hiện cũng là sinh viên năm 3, cho nên là em cũng chưa có một cái kế hoạch cho nó kỹ lưỡng. Và trong 2 lần phỏng vấn Mỹ thì em đã thất bại. Dạ, em tên Nguyễn Lê Yến Ngọc, năm nay 23 tuổi và em hiện là sinh viên của trường Đại học Tài chính Marketing. Dạ, ngành học hiện tại của em là ngôn ngữ Anh. Tuy là học ngôn ngữ Anh nhưng mà em là cũng thích bên lĩnh vực kinh doanh, cho nên là trong tương lai thì em sẽ theo học ngành quản trị kinh doanh. Nếu mà tương lai em được đi du học bên nước ngoài thì sẽ phát triển và thành công hơn, cho nên là em cũng tìm hiểu và liên hệ với bên công ty New World để cho mình cái hướng đi tốt nhất. Không nhất thiết là phải du học Mỹ mà mình có thể du học một nước khác cũng có một cái nền giáo dục tiên tiến. Chị Ly và chị Lan cũng có tư vấn cho em là hiện tại thì có Canada có chương trình CS rất là phù hợp với du học sinh, bởi vì chương trình này không có yêu cầu phải chứng minh tài chính mà chỉ cần có bằng IELTS 5 chấm. Cho nên là em và gia đình đã suy nghĩ và sau đó đã chuyển hướng sang là du học Canada. Dạ, em rất thích cách làm việc của công ty, nhiệt tình và tư vấn cho em rất là nhiều, cho em lời khuyên. Lúc mà em thất bại visa, xin visa du học Mỹ thì hai chị đã cho em lời khuyên và động viên em, khuyên gia đình cho em chuyển hướng sang du học Canada. Và nhờ vậy em đã có được thành công ngày hôm nay. Dạ, em biết cái trường này là cũng là nhờ bạn em cũng được bên công ty giới thiệu là một trường rất là tốt, nằm ở thành phố Toronto của Canada. Và em cũng tìm hiểu và thấy du học sinh Việt Nam chọn học trường này cũng khá là nhiều, cho nên là em cũng đăng ký vào trường. Khi mà mình qua bên môi trường quốc tế như vậy thì mình sẽ được trải nghiệm nhiều hơn. Ở Việt Nam thì vẫn còn hạn chế vì học lý thuyết rất là nhiều, cho nên là em muốn chọn Canada để vừa kết hợp lý thuyết và thực hành, vừa được trải nghiệm. Khi có visa em cảm thấy rất là vui, và người đầu tiên em chia sẻ cái niềm vui này đó là chị Lan và công ty. Và ba mẹ em cũng rất là vui và cũng cảm ơn công ty rất là nhiều vì đã giúp em rất nhiều trong quá trình làm hồ sơ. Và em thấy nếu mà có cơ hội thì các bạn nên đi du học. Đó vừa là một cái sự trải nghiệm rất là thú vị. Và sau này các bạn có thể, sau khi du học các bạn có thể về và giúp ích cho đất nước. Bởi vì không phải ai đi du học cũng định cư hoặc là ở lại bên nước ngoài, cho nên là em thấy đây là một cơ hội rất là tốt cho các bạn trẻ hiện nay.